Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và trước khi đi vào nội dung chính của phần 3 này thì cũng ngày hôm nay, chính xác hơn là vào chiều tối khuya của bên ngày thứ năm đó thưa quý vị, thì chúng tôi có đọc thấy một cái thông báo của cơ quan về vận hành về nước của California đó là những cư dân của California bây giờ được khuyên là Tạm thời đừng có uống nước từ vòi mà phải là nấu chín lên bởi vì trong cái nguồn nước bây giờ đó họ vừa rồi họ đã kiểm tra và đặc biệt là cái vùng ở San Diego thưa quý vị là có nước là bị nhiễm khuẩn E.coli cho nên là những cư dân ở California đặc biệt là ở vùng uh, San Diego là phải đun sôi nước lên nấu chín nước lên để tránh cái vi khuẩn này, cái vi khuẩn E.coli trong một số trường hợp á, thì nó không phải là gây ra quá nhiều những cái vấn đề như là tử vong nhưng mà nó cũng làm cho bị những cái vấn đề về sức khỏe ví dụ như là bị đau bụng nè rồi bị tiêu chảy nè hay là nôn mửa nè và cái vi khuẩn đó người ta xác định là vi khuẩn 0157H7 cho nên đây cũng là một cái thông báo vào rất là khuya ngày thứ năm mà chúng tôi đọc được và cũng muốn gửi đến quý vị khán giả trở lại với cái dòng sự kiện chính và phải nói là vẫn là một cái sự kiện mà chúng ta dù có tiếp nhận thông tin này từ ngày hôm thứ năm nhưng mà như chúng tôi nói đó, vào cuối tuần và thậm chí là cả tuần sau, tháng sau, năm sau và cả mãi cả sau này chúng ta vẫn còn nhớ. Đó là sự kiện cựu Tổng thống Donald Trump đã ra tòa hình sự ở Georgia, rồi ông bị chụp hình nhận diện khi câu lưu. Và điều đặc biệt là ông phải đóng, ông cũng đi vào lịch sử khi là một cựu tổng thống đầu tiên, phải đóng 200.000 đô la Mỹ để được tại ngoại trong lúc chờ hầu tòa. Nhưng mà quý vị uh, có biết không, chúng tôi cũng đọc được một số cái ý kiến cho rằng á, thật thực ra là cựu tổng thống Donald Trump không có cần đóng những cái số tiền này. Ông không cần phải đóng cái cái số tiền 200.000 đô la Mỹ của ngày hôm thứ năm á, để ông được tại ngoại để ông được tại ngoại là bởi vì cái bản chất của cái số tiền gọi là cái số tiền beo này á thưa quý vị để mà đóng để mà được tại ngoại thì những cái chuyên gia về luật nói là nước Mỹ thừa hưởng những cái quy định này là từ hồi ở nước Anh từ cái quy định này từ nước Anh đưa ra, nó có ý nghĩa là đây là cái tiền thế chân để những cái nghi can trong những cái vụ hình sự đóng cái tiền thế chân như vậy, để rồi trong lúc mà chờ ra hầu tòa thì phải ra hầu tòa đúng ngày đúng tháng và không có bỏ trốn. Đó là cái ý nghĩa của cái tiền mà đóng tiền thế chân để mà được tại ngoại. Nhưng mà nhiều chuyên gia về luật họ nói rằng là bây giờ nước Mỹ á cái việc mà sử dụng áp dụng cái tiền thế chân này á để được tài ngoại nó không còn đúng như trước đây nữa. Bởi vì á cái tiền này tiền ấn định nó nó được ấn định không có dựa trên cái mức độ tội phạm, cái loại tội mà nghi can đó đã đã đã, đã 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 vi phạm, đã bị cáo buộc mà lại phụ thuộc vào cái số tiền mà bản thân nghi can đó có. Có nghĩa là gì nó phụ thuộc vào mức độ giàu có của nghi can đó nói một cách cho ngắn gọn như vậy. Và người ta nói rằng á, là cái chuyện mà ông Trump được quy định là bây giờ đóng 200.000 đô la Mỹ để mà được tại ngoại chờ hầu tòa và bởi vì á, theo một cái tinh thần là lo sợ là ông sẽ không có ra trình diện và ông viết ở trên uh, Truth Social rõ ràng thưa quý vị ông nói là bà Fanny Willis nghĩ gì bà nghĩ gì mà bà đòi mà tôi phải đóng 200.000 đô la Mỹ bà sợ là tôi sẽ bay trên một cái chuyến bay thương mại để mà tôi trốn qua nước Nga tôi trong một cái căn hộ giáp vàng, một cái căn chung cư giáp vàng cao cấp của Putin hả? Bà ấy sợ hay sao mà buộc tôi phải đóng cái tiền thế chân đó? Đó là lời cái tuyên bố của ông Trump. Và quý vị để ý là ông Trump thì phải đóng 200.000 đô la Mỹ và ông Giuliani là đóng 150.000 đô la Mỹ rồi đến ông Mark Meadow và những cái nhân vật khác như là Sydney Power là đóng 100.000 đô la Mỹ. Nó túc tắc túc tắc là nó rớt xuống rồi có những cái nhân vật ví dụ như là uh, lập ra cái danh sách cử tri đoàn giả đó, chỉ có thừa hành thôi đó thì đóng 75.000 đó. Đó là cái tiền thế chân để mà được tại ngoại. Nhưng mà những chuyên gia về luật mà Hoàng Vi đọc thấy họ viết nhiều cái bài xã luận khác nhau và họ nói là cái việc này đối với ông Trump nó là vô nghĩa, vô lý và không cần thiết. Và thật ra chẳng cần ai phải đóng cái tiền thế chân đó. Thứ nhất là bởi vì 200.000 đô la Mỹ đối với ông Trump nó không có nghĩa lý gì hết á. Nó không có nghĩa lý gì hết nếu như mà ông thật sự, ông thật sự muốn bay qua bên phía Nga để mà gọi là đoàn tụ với lại ông Putin. Theo như lời ông nói trước social không phải lời của chúng tôi nha thưa quý vị. Thì 200.000 là cái nghĩa lý gì? ông đang nắm trong tay cái tài sản của ông còn lên đến cả trăm triệu cái bạc tỷ cho nên chuyện đó nó không có quan trọng không có quan trọng cái điều thứ hai á, thưa quý vị là cái số tiền mà ông trump á, dùng để đóng này nè nó đâu phải là tiền của ông đâu nó đâu phải là tiền tiền túi của ông đâu mà đó là cái tiền ông đã gây quỹ được từ tiền của bá tánh từ những cái người ủng hộ. Cho nên ý thứ hai này cái việc mà ông phải đóng tiền beo nó cũng chẳng có cái nghĩa lý gì hết. Và cái điều thứ ba thưa quý vị mới là cái điều quan trọng đây mà chúng tôi muốn thừa. Nhìn từ cái sự kiện này và đặc biệt là chúng ta zoom vào cái nhà tù Roy Street ở Fulton County Quý vị biết là đây là một nhà tù rất là khét tiếng và đã có trong năm nay đã có 36 tù nhân đã phải chết ở trong tù vì cái điều kiện sinh hoạt của nhà tù Fulton Rice Street này và cả vì cái sự đông đúc của nó và Bộ Tư pháp đã vào cuộc điều tra về cái cái điều kiện và cả những cái cách mà người ta quản lý về cái nhà tù này. Và từ cái câu chuyện này chúng ta zoom vào để mà chúng ta thấy đúng là cái này nó thể hiện rất rõ cuộc đời nè thưa quý vị. Nó thể hiện rất rõ là cuộc đời. Ngày hôm qua và trước đó, cựu tổng thống Donald Trump và những đồng minh của ông trước đó đã ra trình diện rồi đóng tiền 100 ngàn, 150 ngàn, 200 ngàn rồi đi về. Chẳng nghĩa lý gì hết và tiền đó cũng phải là tiền túi của mình và họ được ung dung và chờ cái ngày ra tòa. Trong khi đó, thưa quý vị, cũng tại nhà tù Fulton County này, Lawson Lashon xin lỗi, Lashon Thompson bị cáo buộc chỉ vì á, là nhổ nước bọt lên trên một cái viên giới chức công lực, một cái viên cảnh sát thôi ở Fulton County thôi thưa quý vị mà bị truy tố và bị ấn định cái mức mà muốn được tại ngoại để mà chờ ngày ra tòa đó thì phải đóng số tiền là hai ngàn rưỡi đô la Mỹ tiền beo. 2 rưỡi đô la Mỹ nhưng mà Thompson không có đủ 2 rưỡi, cho nên là bị ở trong tù kể từ năm ngoái kể từ năm ngoái vì bị truy tố tội nhỏ nước bọt lên viên sĩ quan cảnh sát cho nên ở tù từ năm ngoái và cho đến tận bây giờ Thompson đã chết ở trong tù vấn đề vì bị mental health, vì bị những con bọ ở trong tù, những cái điều kiện nó quá sức là khắc nghiệt và tấn công, ảnh hưởng từ sức khỏe tâm thần cho đến sức khỏe thể chất. Và cuối cùng chịu không đổi nhiệt, đã chết ở trong tù, chưa bao giờ có một cơ hội để ra hầu tòa luôn. Và ông ấy bị buộc tội là đã một lần thứ ba, Hoàng Vi nói, nhổ đứt bọt lên sĩ quan cảnh sát. Trong khi đó không phải là cái việc truy tố không có phải bị truy tố là tấn công vào nền dân chủ của nước Mỹ thôi quý vị. Trường hợp thứ hai là Monte Stinson cũng đối diện với 3.000 đô la Mỹ, 3.000 đô la Mỹ tiền beo là bởi vì đã có tham gia vô cái mức độ trộm cấp ở mức độ 2 xảy ra vào hồi tháng 10 năm ngoái ở Fulton County và cũng bị bỏ tù rồi ấn định cái tiền beo là 3 ngàn và vô trong tù này đó trong thời gian chờ ngày ra tòa đó với cái điều kiện quá là khắc nghiệt như vậy đó cũng không có đủ tiền trả cũng bị ở trong tù và đến ngày hôm nay Monty Monty Stinson cũng đã chết ở trong tù vì số tiền 3.000 đô la Mỹ. Một trường hợp khác cuối cùng, Alexander Hawkins bị, bị giam giữ trong nhà tù Wright Street ở Fulton County với cái số tiền beo 5.000 đô la Mỹ cho cái tội gì? Tội trộm cắp vặt ở trong các cái khu các cái khu chợ đó thưa quý vị. Trộm cắp vặt và bị bỏ tù chờ cái ngày ra tòa không có đủ 5.000 đô la Mỹ và bây giờ đã chết trong nhà tù vào tuần trước. Ba cái trường hợp đó thưa quý vị nó thể hiện rất rõ cuộc đời này. Những cái tội nãy giờ Hoàng Vi nói và nó lưu trong cái danh sách cái lưu trữ của nhà tù Fulton County quý vị có thể phát check những cái tội như là họ làm sai yes những cái tội như là nhổ nước bọt vào uh, viên cảnh sát như tội là trộm cắp vặt hay là tội ăn cướp những cái tội đó hoàn toàn phải bị đối diện với pháp luật nhưng cái điều mà nực cười ở chỗ là họ không có đủ tiền để đóng tiền tại ngoại và họ bị nhốt ở trong tù để rồi end up cái cuộc đời của mình ngay ở trong những cái tù như thế này. Và nhà tù Wright Street ở Fulton County không phải là trường hợp duy nhất thưa quý vị. Ngay cả vùng California đây, ở Los Angeles đây, từ đầu năm cho đến bây giờ đã có 30 người bị giam giữ trong tù, có thể là tù nhân hoặc là có người chưa có qua xét xử và đang chờ cái ngày ra tòa. Đã có 30 trường hợp chết ở trong tù ở nhà tù Los Angeles County. Cho nên á, những cái chuyên gia về luật á, người ta mới nói một điều rằng á, từ cái câu chuyện của hai cái mảng đời, hai cái bức tranh sáng tối rất là khác nhau và cái việc mà ông Trump bước vô ung dung ở nhà tù Putin County và ông chụp hình mất sót rồi ông bước ra đóng tiền thế chân 200.000 đô la Mỹ từ tiền của người ủng hộ đóng góp nó nhẹ như lông hồng vậy đó nó nhẹ như lông hồng trong khi đó những cái tiếng nói không được quyền có tiếng nói và không ai chú ý đến cũng không có được 2 đô la Mỹ để đóng tiền và đã cuối cùng là phải chết trong nhà tù. Cái ý của chúng tôi ở đây đang nói rằng đang nói rằng chúng tôi không nói rằng ông Trump có được quyền bước ra hay bước vô nhà tù. Một lần nữa thưa quý vị, cái chuyện mà công lý được thực thi ở lần này Hoàng Vi lặp lại ở phần 3 này. Đó là nếu như công tố viên có quyền có đã có đủ bằng chứng thì cứ truy tố còn việc mà truy tố để rồi cuối cùng tòa xét xử và tòa nói no truy tố này là không đủ cơ sở để khép tội và ông trump hoàn toàn là vô tội đó cũng là chuyện bình thường hay cả ông tổng thống joe biden bây giờ đang vững vướng vô cái vụ hồ sơ mật đó nếu như mà uh, công tố viên đặc biệt robert her sau cái đang điều định với lại bên ông joe biden để mà hai bên có ông Joe Biden sẽ xuất hiện trong cái cuộc phỏng vấn trực tiếp với Robert Her. Nếu như họ kết luận rằng ông Joe Biden cố tình đánh cắp ăn cắp tài liệu của quốc gia và đem về nhà và thậm chí là sử dụng những cái tài liệu đó để mà bán cho những cái đối thủ của nước Mỹ như lời cáo buộc của bên phía Đảng Cộng hòa nếu như họ đủ chứng cứ đó thì cứ truy tố ông đương kim tổng thống và cả con trai của ông đương kim tổng thống nữa chứ Hunter Biden bây giờ vẫn đang rất là rắc rối và vẫn bị réo tên hàng ngày. Mặc dù Hunter Biden là một công dân bình thường, nhưng nếu như Hunter Biden sử dụng những cái last name của ông cha mình và phạm những cái tội mà những cái tội đó phải trong cái khung hình là phải ở tù, thì cứ xử đúng theo pháp luật thưa quý vị. Đó là cái điểm cái điểm sáng của no one above the law không có ai được đứng trên pháp luật nhưng cái câu chuyện mà chúng tôi đang gửi đến quý vị đó là để thấy một điều rằng chính trị cũng là cuộc đời hai cái mảng sáng tối khác nhau người có tiền bị truy tố và bước vô nhà tù đóng tiền thế chân đi ra xong, thậm chí có thể xuất hiện trên các cái đài truyền hình quốc gia khác nhau để rồi đưa ra những cái lời tuyên bố rằng tôi bị oan hay là đây là một cái sự can thiệp về bầu cử. Người không có tiền chỉ có 2 rưỡi đô thôi quý vị và bị mắc kẹt ở trong nhà tù chờ đến ngày hầu tòa và cuối cùng đã end up, đã kết thúc cái cuộc đời mình ở trong nhà tù. Đó là câu chuyện liên quan đến cái số tiền thế chân. Rồi cái chi tiết cuối cùng chuyển qua cái tin tức khác quý vị nhớ là vào ngày hôm thứ tư hoàng vi cũng đã có thưa quý vị trong cái chương trình sự kiện vừa rồi đó là cái chuyện là tám ứng cử viên ra tranh cử tổng thống và đang cố gắng để mà gây điểm với cử tri thuyết phục với cử tri cộng hòa rằng tôi mới là người xứng đáng thay thế cựu tổng thống donald trump trong cái cuộc bầu cử sắp tới mặc dù thực sự chúng ta có thể thấy rất rõ là họ rất là e dè không dám nhắc nhiều đến cựu tổng thống Donald Trump, không dám chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump, bởi vì ngay cả cái người mà điều phối cái 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 cuộc tranh luận đó đó của đài Fox, đó, quý vị biết phải hơn một tiếng 20 phút, một tiếng 20 phút xong rồi họ mới dám đề cập đến cái topic là cựu tổng thống Donald Trump và liệu rằng mấy ông bà đứng trên sân khấu đang tranh luận thế này á có tiếp tục ủng hộ ông Trump ngay cả khi mà ông Trump bị tuyên bố là có tội hay không. Và chúng ta nhìn thấy rõ những cái gương mặt ứng cử viên ở đứng ở trên sân khấu là sáu vị trong số 8 đã giơ tay và nói rằng tiếp tục ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump trừ Chris Christie cựu thống đốc của New Jersey và Asa Hutchinson, cựu thống đốc của Arkansas là nói rằng không, tôi không ủng hộ bởi vì ông Trump không có qualify, không có đủ tiêu chuẩn để thành tổng thống của nước Mỹ và cả cái tay mà Hoàng Vi nói từ ngày hôm qua cho đến bây giờ đó là Vivek Ramaswamy, thưa quý vị thậm chí còn tuyên bố về yeah, Vivek Ramaswamy còn tuyên bố dõng dạc rằng ông Trump là tổng thống tốt nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Nói chung là Vivek đang kỳ vọng rằng thực tâm mọi người, tám vị đứng trên đây, họ đang cố thuyết phục cử tri rằng tôi phải ra tranh cử, tôi đại diện cho đảng Cộng hòa hơn là ông Trump. Nhưng mà Vivek sử dụng đúng cái chiến thuật rằng hy vọng là cái nhóm cái base của ông trump có thể để ý đến vivek ramaswamy không muốn phật lòng cái nhóm mà ủng hộ ông trump cho nên là hết sức tán dương và bảo vệ ông trump như thế này nhưng mà có một cái chi tiết đặc biệt thưa quý vị để nó thể hiện rất là rõ cựu tổng thống donald trump dù ông trải qua bốn cái vụ truy tố hình sự khác nhau dù ông phải ra tòa và trải qua một cái kinh nghiệm một cái sự trải nghiệm ông nói nó terrible và nó không có dễ chịu chút nào hết nó không không cho bồi chút nào hết cả đời tôi tôi chưa có bao giờ biết đến cái chuyện truy tố cho đến tận bây giờ bốn lần hoàng vi có thưa phần 2. và dẫu cho những cái sự kiện như vậy ông trump vẫn là một cái gương mặt thu hút cái sự chú ý của cử tri Mỹ nói chung và cử tri trong đảng Cộng Hòa nói riêng Nó thể hiện rất rõ trong cái đêm tranh luận trong cái đêm tranh luận thưa quý vị ở đài Fox Họ tổ chức tranh luận 8 người Hoàn toàn đáng lẽ phải có cựu tổng thống Donald Trump Nhưng mà ông không có xuất hiện Và ông đi lên ở trên Twitter Ông ngồi nói chuyện với Tucker Carlson một mình một chợ Nhưng quý vị biết không cái lượng view á Lượng view cuối cùng ở trên đài Fox á, Fox News chỉ kiếm được 11 triệu view mà thôi Tức là 11 triệu người theo dõi cái cuộc tranh luận của mấy ứng cử viên còn lại Cộng thêm trên đài Fox Business Network là kiếm thêm được triệu bảy nữa. Tổng cộng cộng lại là khoảng 12 triệu 8 view theo dõi. Vậy mà ông Trump và họ phải tranh luận gần 3 tiếng đồng hồ. Và chúng tôi ngồi theo dõi trong 3 tiếng đó để xem là những ứng cử viên có cái gì đặc sắc hay không. Nhưng mà bên một cái mạng khác, một cái bức tranh khác cũng cùng giờ đó. Nhưng mà ở trên mạng X là Twitter trước đây, ông Trump xuất hiện có 46 phút thôi thưa quý vị. 46 phút thôi, ngồi nói chuyện với Tucker Carlson. Tucker Carlson tiếp tục đặt ra những cái thuyết âm mưu, ví dụ như ông có nghĩ rằng bây giờ bên cánh tả anh truy tố ông 4 lần như vậy, rồi ông có nghĩ rằng là họ sẽ tìm, tìm cách bên cánh tả họ giết ông luôn không? Đó là lời Tucker Carlson và một người chuyên đưa ra những cái thuyết âm mưu thưa quý vị. Và ông Trump cũng trong cái cơ hội này và ông nói rằng cái ngày 6 tháng Giêng bạo loạn đó, đó là một cái sự kiện, một cái ngày mà nó đẹp, nó, nó, nó perfect và nó so beautiful. Mà nơi đó, ngày hôm đó chúng tôi chỉ nhìn thấy những cái dòng người mà rất là yêu nước nè. Và có một cái tình yêu á, nó rất là passionately, một cái tình yêu nước rất là mãnh liệt dành cho nước Mỹ này. Và họ muốn stop the steal, họ muốn chặn lại cái cuộc bầu cử bị đánh cắp. Đó là lời ông Trump nói với Tucker Carlson trong cái cuộc phỏng vấn mới nhất ở trên Twitter thưa quý vị. Và nhưng mà ông Trump không biết là ông có nhớ rằng Tucker Carlson đã từng tuyên bố với những người đồng nghiệp cộng sự của mình á, trong cái văn bản mà đã được nộp ở tòa trong cái vụ đồ mi nhìn kiện Fox News vì những cái lời cáo buộc dối trá đó thưa quý vị. Tucker Carlson cũng từng dùng cái chữ passionately đối với ông Trump. Đó là Tucker Carlson nói, I hate, I hate him passionately tôi ghét ông ấy đến tận xương tủy nhưng mà ngày hôm qua người ta ngày hôm thứ uh, tư xin lỗi thứ tư người ta nhìn thấy là Tucker Carlson lại tiếp tục ngồi và mớm cho cựu tổng thống Donald Trump những cái thuyết âm mưu những cái thuyết âm mưu và cũng từ câu chuyện đó nhiều người mới cho rằng đúng là trong chính trị thưa quý vị một lần nữa câu chuyện chính trị không bao giờ có bạn vĩnh viễn và không bao giờ có thù vĩnh viễn nhưng mà ông Trump xuất hiện trên 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 cái cuộc nói chuyện này với Tucker Carlson chỉ có 46 phút thôi mà có 74 triệu view. 74 triệu view so với 8 ông bà đứng trên sân khấu trong đó có một ông triệu phú trẻ 38 tuổi loi choi Vivek Ramaswamy mà có 12 triệu view thôi mà ông Trump xuất hiện 46 phút 74 triệu view thưa quý vị. Để cho nhìn thấy một điều rằng ông vẫn còn cái sự hấp dẫn và cái ảnh hưởng rất là lớn trong nhóm Cộng hòa, ít ra là Cộng hòa MAGA, ông vẫn là King. Còn cái lý do mà ông Trump không tham dự cái cuộc tranh luận trên đài Fox thì những cái thông tin sau này người ta mới công bố trong những cái cuộc nói chuyện với những cái người cố vấn của mình ở trong cái sân golf ở Westminster thưa quý vị ông Trump đã từng tuyên bố rằng ông phải trả thù Fox News ông trả thù cái tay chủ của Fox News là Robert Murdoch đó là bởi vì thời gian vừa qua dám lực kèo và quay sang dám gọi là Ron the Future có nghĩa là de DeSantis mới là tương lai của nước Mỹ và không có tiếp tục ủng hộ ông Trump. Cho nên ông phải trừng phạt Fox News không xuất hiện trên đó nữa để dìm hàng cái thời lượng phát sóng. Và rõ ràng là cái việc mà ông xuất hiện cùng với Tucker Carlson nó phải cùng cái thời điểm với lại cái 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 giờ mà tám ông bà lên tranh luận thưa quý vị. Nó phải đúng cái giờ đó vậy mới đâu cho Fox News và ông kể với những người cố vấn của ông mà truyền thông thuật lại đó ông nói là đáng lẽ bọn chúng phải trung thành bọn Fox News phải trung thành với ông và ông kể rằng chính những cái tay giám đốc điều hành của Fox News như là Jay Wallace và cả cái người mà điều phối cái buổi tranh luận của các ứng cử viên đó là Brad Buyer đã gọi cho ông rất là nhiều lần hết lần này đến lần khác và kêu là Sir Sir và thuyết phục ông là hãy tham gia nhưng cuối cùng ông đã từ chối bởi vì lý do là hãy cho họ biết ông là ai và bởi vì cái tội là dám chọn DeSantis để mà đại diện cho đảng Cộng Hòa thay ông. Nhưng mà cuối cùng thưa quý vị, Ron DeSantis trong cái cuộc tranh luận đó đó phải nói là nó thể hiện đúng những gì mà trong các bản thăm dò gần đây Ron DeSantis đã không có vượt qua được vượt qua được cái sức kéo cái sức ì và cả cái sức mà trôi và cả đang tuột dốc thưa quý vị trong cái cuộc uh, chạy đua ở trong nội bộ của đảng cộng hòa khi mà có thời gian thì chắc chắn chúng tôi như đã hứa sẽ quay lại để nói về những ứng cử viên để mà ra tranh luận kỳ này nhưng mà nhìn chung một ý duy nhất sau cái cuộc tranh luận đó ngoại trừ mike pence cựu phó tổng thống và bà Nikki Haley là cựu đại sứ của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã có cái màn chào sân khá là tốt. Khá là tốt, còn ngoài ra những ứng cử viên khác rất là mờ nhạt và chứng tỏ một điều rằng cựu tổng thống Donald Trump vẫn còn một cái sức hút rất lớn trong cử tri của đảng Cộng Hòa hiện nay thưa quý vị. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.